Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, một tàu thương mại bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công cách đây vài ngày đã bị chìm ở biển đỏ. Theo UKMTO, thủy thủ đoàn của tàu đã được sơ tán và con tàu bị trôi giả trên mặt nước rồi chìm dần. Trong khi đó, các quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển thuộc chính phủ Yemen cho biết tàu chở hàng tu to của Hy Lạp đã bị tấn công hai lần hôm 12 tháng 6 vừa qua ở khu vực cách thành phố cảng Hodeida khoảng 120 km về phía tây nam. Hiện một thành viên trong số 21 thủy thủ đoàn của tàu vẫn đang mất tích trước đó người phát ngôn của lực lượng houthi ông yahia saria cũng cho biết lực lượng này đã phóng các tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu khu trục mỹ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu mang tên captain paris và thực hiện một vụ tấn công khác bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu happy condor Houthi đã nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ tháng 11 năm 2023 trong các cuộc tấn công mà lực lượng này cho là nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột với Israel tại giải Gaza. Trong động thái đáp trả, kể từ đầu năm nay, Liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành nhiều cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen, bên cạnh đó người phát ngôn an ninh quốc gia nhà trắng john kirby cũng cho biết mỹ sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và thực thể liên quan đến mạng lưới mua sắm vũ khí của lực lượng houthi